Hôm nay chúng tôi xin trân trọng kính mời tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Hữu Dũng, Phó Giám đốc Trung tâm Thận Tiết niệu Lọc máu bệnh Bạch Mai sẽ báo cáo vấn đề dinh dưỡng ở bệnh nhân thận nhân tạo chu kỳ. Xin mời tiến sĩ Dũng. Kính thưa thầy Tuấn, kính thưa các thầy trong buổi giao lưu về Hoa Kỳ ngày hôm nay, kính thưa tất cả các bạn và các anh chị đồng nghiệp, các đầu cầu. Thì hôm nay tôi được phép của Trung tâm Đào tạo và Chỉ đạo tuyến trình bày về dinh dưỡng trong thận nhân tạo chu kỳ và cập nhật Kaduki 2020. Thì như các thầy cô và các bạn và các anh chị đã biết ý, thì thận nhân tạo chu kỳ đến nay đã trải qua 51 năm phát triển. Thì trong những năm đầu thì chủ yếu là chú ý đến vấn đề kỹ thuật, làm sao lọc máu tốt cho bệnh nhân có thể sống được. Và trong những năm gần đây ý, thì đặc biệt ở Việt Nam cũng đã chú ý rất nhiều những các vấn đề điều trị nội khoa để nâng cao chất lượng cuộc sống, giảm tỷ lệ nhập viện và giảm tỷ lệ tử vong. Thế thì trong các cái vấn đề điều trị nội khoa ở bệnh nhân thận nhân tạo thì có vấn đề dinh dưỡng, và dinh dưỡng là vấn đề rất quan trọng cho thận nhân tạo. Nó là một trong những nguyên nhân mà nếu như bệnh nhân mắc dinh dưỡng thì sẽ làm tăng cái tỷ lệ nhập viện, tăng tỷ lệ tử vong và làm tăng cái tình trạng chi phí cho bệnh nhân mắc suy dinh dưỡng ở bệnh nhân lọc máu chu kỳ. Thế thì hôm nay tôi xin trình bày một vấn đề dinh dưỡng, trong đó thì người ta đưa ra một khái niệm là suy mòn protein năng lượng. Và trước đây thì có rất nhiều khái niệm về vấn đề này, đó là suy dinh dưỡng protein năng lượng, hội chứng suy dinh dưỡng, viêm hao mòn, suy mòn bệnh thận, vân vân. Và năm 2007 thì Hội Dinh dưỡng và Chuyển hóa Quốc tế đã khuyến nghị thống nhất sử dụng cái thuật ngữ là suy mòn protein năng lượng để tránh nhầm lẫn. Thế thì năm 2018 có khoảng 9 nghiên cứu mà người ta tổng kết các nghiên cứu từ năm 2010 đến năm 2014 và dựa trên các nghiên cứu của 34 quốc gia này, thì trong đó châu Á chiếm khoảng 52%, châu Âu khoảng 22% và Mỹ khoảng 18%. Và hầu hết các nghiên cứu thì thực hiện trên bệnh nhân lọc máu chu kỳ, bệnh nhân thận nhân tạo và bệnh nhân lọc màng bụng. Và trong đó thì cái thang điểm MIS được thực hiện trong 8 nghiên cứu, còn lại các nghiên cứu khác thì thực hiện bởi cái răng thang điểm SGA. Thế thì kết quả phân tích thì thấy rằng các tỷ lệ suy dinh dưỡng rất là cao, và đây là một cái tình trạng báo động trong cái nhóm bệnh nhân thận nhân tạo. Và các nghiên cứu riêng lẻ thì người ta xác định cái tỷ lệ về suy dinh dưỡng hao mòn protein năng lượng ấy là nó dao động từ 9 đến 98%, và trong đó thì có 1/2 số nghiên cứu thì báo cáo là tỷ lệ là trên 40%. Và nhìn chung thì tỷ lệ hao mòn protein năng lượng là dao động chính trong khoảng từ 28 đến 54%, và đây là một con số rất là lớn. Và cái tình trạng suy dinh dưỡng thì bắt đầu xuất hiện từ khi mà mức lọc cầu thận giảm đi, và tình trạng suy dinh dưỡng sẽ nặng dần đến khi mà bệnh nhân phải điều trị thay thận, trong đó có lọc máu chu kỳ. Và đây là một trong nguyên nhân mà gây tử vong và gây tỷ lệ nằm viện rất là cao, tăng chi phí, và chúng ta cần có một cái phát hiện sớm để điều trị làm sao tránh được cái hậu quả của suy dinh dưỡng gây ra. Thì các thầy cô các bạn biết ý, thế thì có rất nhiều các yếu tố mà gây suy dinh dưỡng ở bệnh nhân thận nhân tạo. Đó là thứ nhất là bệnh nhân mà thận nhân tạo ấy, thì cái tình trạng mà nạp năng lượng, nạp protein vào rất khó khăn, bởi vì bệnh nhân thường có cái dấu hiệu chán ăn, mệt mỏi vân vân, và cái khả năng đưa cái năng lượng vào cơ thể rất kém. Thứ hai là cái nguy cơ nhiễm trùng ở bệnh nhân lọc máu rất là cao, và đây cũng là một yếu tố làm cho suy dinh dưỡng. Và đặc biệt nữa là cái nồng độ các cái độc tố uremic ở bệnh nhân lọc máu chu kỳ thì thường rất cao và dao động. Sau khi lọc thì có thể gần trở về bình thường, nhưng mà đến cái ngày lọc thì nó lại cao. Và đặc biệt các chất mà có trong lượng phân tử lớn trung bình thì thường rất khó đào thải trong quá trình thận nhân tạo. Và các yếu tố này đã làm cho bệnh nhân chán ăn, bệnh nhân tăng quá trình dị hóa vân vân. Và đây là cái yếu tố chính gây đến cái suy mòn protein năng lượng ở cái nhóm bệnh nhân thận nhân tạo. Thế thì có rất nhiều nguyên nhân mà gây nên suy mòn protein năng lượng. Đó là có những nguyên nhân mà liên quan đến lọc máu và có những nguyên nhân là không liên quan đến lọc máu. Ví dụ như những nguyên nhân mà không liên quan đến lọc máu thì do tình trạng chán ăn của bệnh nhân nên cái tình trạng nhập protein năng lượng vào cơ thể rất là khó. Và có rất nhiều nguyên nhân liên quan đến lọc máu. Ví dụ như là một tuần bệnh nhân phải lọc máu 3 lần, mỗi lần 4 tiếng. Và trong lọc máu thì dùng rất nhiều các loại màng khác nhau và có thể mất các cái chất
trong quá trình lọc máu, và đây cũng là một cái nguyên nhân rất quan trọng mà gây dinh dưỡng. Thứ hai nữa là trong quá trình lọc máu thì rất tăng cái quá trình dị hóa, và tăng quá trình dị hóa như vậy cũng làm cho mất cái protein năng lượng nhiều. Và khi mà mức lọc cầu thận bệnh nhân dưới 25 ml/phút trên 1.3 m² cơ thể thì đã bắt đầu có hiện tượng chán ăn và bắt đầu có hiện tượng suy dinh dưỡng. Và cái mức lọc cầu thận càng giảm thì cái mức chán ăn và suy dinh dưỡng càng tăng. Và đặc biệt đến giai đoạn 5 ấy thì hầu như là bệnh nhân nào cũng có biểu hiện với tình trạng suy dinh dưỡng. Và khi bệnh nhân được lọc máu hoặc được ghép thận thì tình trạng suy dinh dưỡng được cải thiện. Tuy nhiên sau đó thì lại tiếp tục đi vào con đường mà suy dinh dưỡng do rất nhiều yếu tố, bởi lọc máu và các điều trị thay thế khác. Thế thì tôi xin điểm qua một số các cái yếu tố mà gây chán ăn ở bệnh nhân nhân tạo. Thì thứ nhất là bệnh nhân thường xuyên trạng stress và đến viện thường xuyên, phải thường xuyên nhập viện, phải uống rất nhiều các loại thuốc. Bệnh nhân giảm các cái hormone, tức là các hormone kích thèm ăn, và tăng các hormone mà ức chế sự thèm ăn, và tích tụ các cái chất thải qua quá trình chuyển hóa do suy thận, và thay đổi vị giác là tác dụng của thuốc, thì bệnh nhân phải dùng thuốc rất là nhiều, và thay đổi nồng độ insulin, vân vân. Trầm cảm, thiếu máu và các chế độ ăn kiêng khác của bệnh nhân để làm giảm các cái chất lỏng, giảm phốt pho, giảm natri, giảm kali trong máu, tức là làm cái vị giác của bệnh nhân nó thay đổi và bệnh nhân chán ăn. Tiếp theo nữa là nguyên nhân toan chuyển hóa ở bệnh nhân chạy thận như vậy, và nguyên nhân này cũng là một nguyên nhân làm cho bệnh nhân suy dinh dưỡng nặng lên. Các cái tình trạng viêm có liên quan đến lọc máu và không liên quan lọc máu, các cái tình trạng khác ví dụ viêm mãn tính ảnh hưởng đến quá trình trao đổi chất, giảm tổng hợp albumin, giảm tổng hợp khối cơ và giảm mỡ, và đặc biệt tăng các cái cytokine tiền viêm ở bệnh nhân lọc máu như IL-6, IL-18 vân vân, và đặc biệt có thể tăng các cái chất có trọng lượng phân tử trung bình và cao ví dụ như leptin vân vân, và đây là những cái chất mà kích thích làm cho bệnh nhân chán ăn, và đó chính là những nguyên nhân làm cho suy dinh dưỡng. Và theo một nghiên cứu của năm 2002 ấy, thì người ta thấy rằng cứ giảm 1 gram trên decilit albumin huyết thanh ấy, thì có thể tăng đến 39% nguy cơ tử vong do các bệnh tim mạch. Và cũng một nghiên cứu tương tự thì người ta thấy rằng mà khi mà albumin huyết thanh nhỏ hơn 53% thì có thể tăng gấp đôi các nguy cơ tử vong. Và cái nghiên cứu này người ta theo dõi trong vòng 6 tháng và người ta có đánh giá như vậy. Và một nghiên cứu khác thì thấy rằng khi mà BMI thấp thì tỷ lệ tử vong có thể tăng đến 60%, và nguy cơ tử vong tăng 35% ở những bệnh nhân có chỉ số BMI giảm hơn 3.5% trọng lượng cơ thể trong 6 tháng nghiên cứu. Như vậy là khi mà giảm albumin, giảm BMI thì tỷ lệ tử vong ở bệnh nhân thận nhân tạo tăng rất cao. Và một nghiên cứu nữa vào năm 2014 thì thấy rằng là khối lượng cơ mà thấp hơn thì thường là không gia tăng tỷ lệ tử vong. Tuy nhiên, cái sức mạnh cơ bắp thì làm giảm tỷ lệ, giảm tỷ lệ tử vong. Và chúng ta thấy trên cái biểu đồ này thì mà khi mà giảm cái sức mạnh khối cơ thì cái nguy cơ tử vong sẽ tăng cao hơn trong cái nghiên cứu này. Và người ta làm một cái nghiên cứu thì nghiên cứu có 10 bệnh nhân rồi và thực hiện bằng kỹ thuật là HD, tức là thận nhân tạo. Thì tuổi trung bình là 67.9, BMI là 23.2 và thực hiện là 3 lần lọc máu trên tuần, tốc độ dịch lọc là 5-600 ml/phút và thể tích siêu lọc trung bình là 1.75 × 0.1 lít. Và các phiên lọc máu thực hiện với màng lọc 2 flux. Thứ nhất là cái màng lọc FX100 ấy với số bệnh nhân là 7, và màng lọc polynephron ấy, tức là màng lọc ELISO 17H ấy với số bệnh nhân là 3. Thế thì các cái bệnh nhân này sẽ được xét nghiệm albumin trước và sau lọc, và người ta có một kết quả đánh giá như sau ạ. Và cái giảm cái albumin trước và sau lọc là đều có ý nghĩa thống kê, và người ta thấy một kết quả như sau ấy. Trong một phiên lọc ấy thì trung bình tổng cái lượng axit amin là mất khoảng 11.95 gram, và axit amin không thiết yếu thì mất khoảng 8.26 gram, và axit amin thiết yếu là khoảng 3.69 gram, và axit amin tụy nhánh là 1.64. Như vậy là trong mỗi buổi lọc với cái màng lọc ELISO và cái màng FX100 ấy thì cái lượng axit amin có thể mất khá nhiều, là khoảng 12 gram.
và người ta có thể định lượng được cái lượng mất cả axit amin thiết yếu, amin không thiết yếu và axit amin trụ nhánh. Như vậy là trong cuộc lọc và với các loại màng lọc khác nhau thì có thể có sự mất axit amin khác nhau, và trong tất cả các bộ lọc thì đều có thể mất các axit amin. Thì làm thế nào để người ta có thể đánh giá được cái tình trạng dinh dưỡng ở bệnh nhân lọc mỗi kỳ? Thì người ta dựa vào các chỉ số nhân chắc học như cân nặng, chiều cao, chiều dày, bề dày lớp mỡ dây da, vòng cánh tay eo, vân vân, và dựa vào các mốc sinh hóa với như là xét nghiệm albumin máu và các xét nghiệm khác, ví dụ như là DESA này và các bảng điểm SGA này, bảng điểm MIS vân vân, để đánh giá các tình trạng dinh dưỡng của bệnh nhân ở lọc mỗi chu kỳ. Thì tôi lấy đây một cái bảng điểm mà hiện nay ESPEN của châu Âu người ta hay dùng là bảng điểm SGA. Thế thì người ta tính các cái thông số sau: thứ nhất là giảm cân trong vòng 6 tháng, thay đổi về khẩu phần ăn, các triệu chứng về dạ dày ruột, các chức năng của cơ thể khác, các cái chấn động thương vật tâm lý, các dấu hiệu thực thể. Và khi đã tính ra thì nếu mà cái bảng điểm SGA từ 9 đến 12 điểm ấy, thì tình trạng dinh dưỡng là bình thường. Nếu mà SGA từ 4 đến 8 điểm thì suy dinh dưỡng nhẹ và trung bình. Mà nếu từ 0 đến 3 điểm thì đó là tình trạng suy dinh dưỡng nặng. Và tôi nghĩ rằng với cái bảng điểm SGA này ấy, thì cũng khá là dễ làm. Và tôi nghĩ là tất cả các trung tâm sản tạo mà đánh giá các tình trạng dinh dưỡng của bệnh nhân ấy, thì đều có thể dựa vào bảng điểm này để tính khá dễ và dễ thực hiện. Thế thì với bệnh nhân mà chạy nhân tạo thì có một số các điểm sau, tức là có giảm amin huyết thanh này, có giảm cân này, giảm về cái lượng ăn kiêng này, và có thể đánh giá tình trạng dưỡng tổng quan điểm SGA. Và cái tiêu chí tối thiểu của ESPEN là BMI dưới 18,5, và cần phải chú ý là cái BMI ở những bệnh nhân ở cái độ tuổi khác nhau, và từ đó ta có thể suy ra cái tình trạng suy dinh dưỡng của bệnh nhân ở mức độ nào. Thế thì với bệnh nhân thận nhân tạo chu kỳ có rất nhiều các nguyên nhân gây suy dinh dưỡng, và tất cả các nguyên nhân gây suy dinh dưỡng này đều có ảnh hưởng đến sức khỏe của bệnh nhân và đều làm tăng cái tỷ lệ nhập viện và các cái biến chứng khác và làm cái nặng gánh cho các việc chi phí trong thận nhân tạo. Thì làm thế nào để chúng ta có thể khắc phục được cái tình trạng suy dinh dưỡng này ở cái nhóm bệnh nhân thận nhân tạo ấy, thì chúng ta phải làm tốt 3 điểm. Thứ nhất là phải làm máu đủ liều. Thứ hai là bệnh nhân phải được dinh dưỡng tốt đường tiêu hóa, và thứ ba nữa là bệnh nhân phải có cái dinh dưỡng tốt đường tĩnh mạch. Thế thì lọc máu đủ liều thì các thầy cô và các anh chị đã biết ý, thì lọc máu đủ liều ấy nó là nền tảng cho tất cả các điều trị trong thận nhân tạo. Bởi vì những bệnh nhân mà thận nhân tạo thì người ta phải sống trên một cái nền là phải lọc máu một tuần 3 lần và mỗi lần 4 tiếng. Và nếu như mà cái lọc máu này không tối ưu, không tốt ấy, thì tất cả các cái việc điều trị khác thì nó rất ít có giá trị. Ví dụ các anh chị điều trị thiếu máu mà trên cơ sở một lọc máu không đủ liều thì chắc chắn là cái hemoglobin không bao giờ đạt đích cả. Mà nếu các anh chị mà điều trị thiếu dinh dưỡng, suy dinh dưỡng mà lọc máu không đủ liều thì cũng không thể đạt hiệu quả được. Như vậy cái nền tảng trong thận nhân tạo đó là lọc máu đủ liều, lọc máu tối ưu. Thế như vậy về chu kỳ lọc ấy thì chắc chắn là các thầy cô các anh chị các bạn phải lưu ý đến số giờ, tức là một tuần là ít nhất bệnh nhân phải được lọc máu là 12 tiếng chia làm 3 buổi, là một buổi khoảng 4 tiếng. Và như vậy là chúng ta phải lưu ý cái thời gian lọc máu cho bệnh nhân. Và có rất nhiều yếu tố nó ảnh hưởng đến cái buổi lọc máu đó, và chúng ta phải đánh giá cái hiệu quả lọc buổi lọc đó. Ví dụ dựa vào các chỉ số UER, KT trên V và rất nhiều các yếu tố khác nữa. Thì ví dụ như là các yếu tố đi kèm theo chẳng hạn, ví dụ như nước lọc mà không tốt chẳng hạn, thì bệnh nhân sẽ có biểu hiện viêm rồi rất nhiều các cái biến chứng trong cái buổi lọc. Và thứ hai nữa là ví dụ như cầu tay bệnh nhân không tốt chẳng hạn, không đủ lưu lượng chẳng hạn, thì chắc chắn là cuộc lọc đấy sẽ không đạt yêu cầu. Và theo quy định của Bộ Y tế ở Việt Nam chúng ta thì cứ mỗi quý chúng ta phải làm KT trên V một lần để đánh giá cái hiệu quả của buổi lọc máu. Và nếu mà lọc máu mà KT trên V mà không đạt 1,2 trên một buổi lọc ấy, thì chắc chắn cái cuộc lọc đấy là không đạt yêu cầu. Mà không đạt yêu cầu thì cái việc đào thải các chất độc, rồi lấy nước của cơ thể, rồi điều hòa các cái vấn đề khác như là điện giải, vân vân, kiểm toán không đạt, thì bệnh nhân sau đó sẽ có rất nhiều các ảnh hưởng. Và các yếu tố này sẽ tác động vào tâm lý, tác động vào dinh dưỡng của bệnh nhân và sẽ gây ảnh hưởng rất nhiều đến cái việc điều trị của chúng ta.
Thế thì với bệnh nhân mà bệnh thận mãn ấy, thì chúng ta phải chia làm hai giai đoạn, giai đoạn điều trị bảo tồn và giai đoạn điều trị thay thế. Thì thường giai đoạn điều trị bảo tồn chúng ta thường khuyên là bệnh nhân ăn giảm protein rồi giảm kali phốt phát vân vân. Thì tuy nhiên trong điều trị thay thận ấy, trong ghép trong thận nhân tạo ấy, thì chúng ta cái việc kiêng có thay đổi một chút, tức là bệnh nhân có thể ăn tăng các loại protein bởi vì bệnh nhân đã được lọc máu rồi. Thì nếu chúng ta vẫn cứ thực hiện cái việc như điều trị bảo tồn ấy, thì sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến cái việc điều trị của chúng ta. Thế thì theo khuyến cáo của Kaduki năm 2000 ấy, thì dựa trên cân nặng thực tế thì nếu khoảng 35 kilocalo trên ngày với bệnh nhân nhỏ 60 tuổi và 30 kilo trên ngày nếu bệnh nhân mà lớn 60 tuổi và protein là khoảng 1,2 gram trên kg trên ngày và là các protein có giá trị lượng cao. Và ESPEN năm 2006 cũng có những khuyến cáo như trên, và cái điều trị của châu Âu cũng có những khuyến cáo như trên. Và như vậy là trong những bệnh nhân mà điều trị thay thế bằng nhân tạo thì người ta đều khuyên là nên tăng cái lượng protein và calo trong ngày. Bởi vì đặc biệt những cái ngày chạy thận thì cái lượng tiêu thụ về kali, cái calo nó rất là tăng, nên phải lưu ý bù cái dinh dưỡng cho bệnh nhân. Và Kaduki năm 2000 cũng có rất nhiều các khuyến cáo với bệnh nhân mà chạy thận hoặc là bệnh nhân chưa chạy thận, thì người ta chia ra hai nhóm là có đái đường hoặc không đái đường. Và với những mỗi nhóm thì đều có những khuyến cáo khác nhau. Bởi vì các bạn và anh chị đã biết thì hiện nay là bệnh nhân mà suy thận mà phải chạy thận, với cái bệnh nhân mà nguyên nhân do đái tháo đường rất là tăng. Với 2006 thì ở Bạch Mai chúng tôi làm nghiên cứu thì khoảng độ 7-8% thôi, nhưng mà đến năm gần đây 19-20 thì có thể lên đến 14% là bệnh nhân suy thận do nguyên nhân đái đường. Và chính vì vậy nên cái vấn đề dinh dưỡng ở bệnh nhân đái đường và bệnh nhân đái đường có những cái khác nhau, và chúng ta phải hết sức lưu ý. Thế và các cái yêu cầu về năng lượng ấy, từ với bệnh nhân suy thận giai đoạn 1 đến giai đoạn 5 có lọc máu, không lọc máu cũng khác nhau. Và Kaduki người ta cũng hướng dẫn rất là rõ. Thế thì một số cái vấn đề lưu ý là ở những bệnh nhân mà suy thận giai đoạn cuối phải chạy thận ấy, thì chúng ta tư vấn là phải cung cấp thông tin chính xác về chế độ ăn và phương thức ăn ở những cái bệnh nhân mà lọc máu theo các phương thức nào, ví dụ như là thận nhân tạo hoặc là lọc màng bụng. Cũng phải đánh giá các thói quen ăn uống của bệnh nhân và xác định cái sự thiếu hụt năng lượng protein ở bệnh nhân này nếu có. Và chúng ta phải có những cái số lượng nhân, ví dụ như là bao nhiêu kilocalo trên ngày hoặc là bao nhiêu gram protein trên ngày. Và chúng ta phải kiểm soát tốt cái lượng phốt pho, lượng kali và đắt đi trong ngày. Và cái thời gian nhịn ăn thì cái này không cần thiết lắm. Thì hôm nay tôi cũng nhân cái bài này tôi cũng chia sẻ một chút. Ở trưa nay tôi về về thận nhân tạo thì vừa vào khoa cái thì có bệnh nhân coi như là gần như là ngừng tuần hoàn ấy, ngất luôn. Thì xem ra thì hóa ra là bệnh nhân này là hôm nay rút rất nhiều cân, 4 cân trong buổi lọc, và bệnh nhân đang ăn. Và bệnh nhân này bị lần này lần thứ 3 rồi. Thì như vậy là ví dụ như là trong việc ăn uống của bệnh nhân bị thận nhân tạo, chúng tôi có những lời khuyên là không nên khuyên là cho bệnh nhân ăn trong buổi lọc. Bởi vì khi ăn trong buổi lọc rất dễ bị tụt huyết áp. Cho nên là cái này là vấn đề hơi khó. Ví dụ như là bệnh nhân chạy thận thì thường theo ca kíp, và thường thường đầu ca thường hoặc là cuối ca lại thường thường trùng vào bữa ăn. Đấy, thì đây là một cái mà chúng ta làm trong thời gian tại, chúng ta phải tư vấn cho bệnh nhân tốt trong việc cái chế độ mà ăn uống như thế nào, thời gian ăn uống làm sao để cho nó phù hợp. Thế thì bổ sung protein năng lượng thì qua đường uống này, tức là dùng các loại thuốc, các loại viên, các loại sữa, và dung dưỡng qua đường tiêu hóa với các loại thức ăn, thì đều có những cái khuyên từ giai đoạn 1 đến giai đoạn 3 như thế nào, từ giai đoạn 3 đến giai đoạn 5 như thế nào. Và khi bổ sung dinh dưỡng cho bệnh nhân ấy, thì khi nào chúng ta khuyên là bệnh nhân nên dùng đường uống, khi nào thì khuyên bệnh nhân là dùng các loại thức ăn hàng ngày, và khi nào thì chúng ta sẽ phải dùng về thức ăn và các cái loại dịch truyền. Thế thì trong bệnh nhân thận nhân tạo thì về chế độ ăn rất là quan trọng. Thì ngoài cái việc mà khuyên bệnh nhân là nạp đủ cái năng lượng, nạp đủ cái lượng protein, thì chúng ta phải hết sức lưu ý là bệnh nhân nên đưa cái lượng natri vào cơ thể như thế nào. Và chúng ta phải có những lời khuyên và đưa ra cái số lượng, những cái lời khuyên mà bệnh nhân có thể thực hiện được. Chúng ta nói là gam trên ngày hoặc như nào thì rất khó, người ta phải dùng muỗng cà phê hoặc là cái như nào đấy, chúng ta đưa ra số lượng cho bệnh nhân có thể hiểu được.
Thứ hai nữa là bệnh nhân cũng phải hạn chế các thức ăn có nhiều kali, bởi vì như ở khoa thận nhân tạo thì có rất nhiều bệnh nhân bị cấp cứu, phải cấp cứu vì về nhà ăn nhiều những thức ăn có tăng kali. Và đặc biệt nữa là nếu như bệnh nhân mà ăn nhiều các cái chất có phốt pho ấy, cái thức ăn có phốt pho ấy, thì cũng làm cho rối loạn cái cân bằng canxi phốt pho và để lại rất nhiều những cái hậu quả, những cái triệu chứng trên lâm sàng. Và đặc biệt nữa thì do bệnh nhân lọc máu thì có thể mất rất nhiều các cái vi chất và các cái vitamin, cho nên trong cái chế độ ăn cũng phải bổ sung các cái vi chất, các vitamin cho bệnh nhân. Và đặc biệt nữa là bệnh nhân thận nhân tạo ấy, thì là đa số là hầu như là 100% là vô niệu, nên cái việc nước uống hàng ngày cũng phải hết sức hạn chế. Làm sao cho khi mình đi lọc máu, bệnh nhân đi lọc máu thì chỉ tăng khoảng độ dưới 5% trọng lượng cơ thể thật người ta thì cuộc lọc mới an toàn. Đấy, như cái bệnh nhân hôm nay mà lọc 4 cân là không an toàn tí nào cả. Và khi mà lọc nhiều cân như vậy thì bệnh nhân rất dễ bị tụt huyết áp. Và khi tụt huyết áp thì nếu mà không phát hiện kịp thời thì bệnh nhân có thể tử vong. Cho nên cái việc nạp nước uống hàng ngày bệnh nhân cũng phải có một cái tư vấn rất là quan trọng. Thế thì bệnh nhân lọc máu thì có rất nhiều các cái chất mà nó bị rối loạn mà không hấp thu được qua đường tiêu hóa, ví dụ sắt chẳng hạn, và có rất nhiều bệnh lý khác đi kèm, và cái tình trạng dinh dưỡng bằng đường uống và đường tiêu hóa thì rất khó khăn, nên chúng ta phải thường xuyên khám xét và bổ sung đủ cái lượng axit amin cho bệnh nhân bằng đường tĩnh mạch. Thì chúng ta phải hết sức lưu ý là ở những bệnh nhân chạy nhân tạo thì cái tỷ lệ axit amin thiết yếu và axit amin không thiết yếu nó có những thay đổi. Và axit amin chuỗi nhánh cũng có sự thay đổi và thường giảm. Histidine cũng giảm và arginine cũng giảm. Nhưng mà có cái axit amin là phenylalanine và methionine thường tăng. Cho nên ta chọn cái loại đạm nào để phù hợp cho bệnh nhân nhân tạo thì phải lựa chọn. Nếu không thì chúng ta có thể đưa một cái lượng mà axit amin không phù hợp vào cho bệnh nhân thì cái việc điều trị cũng trở nên là không có ý nghĩa. Thì ở bệnh nhân thận tạo thì thường cái tỷ lệ axit amin thiết yếu và không thiết yếu là khoảng tỷ lệ là 40-60 thì là vừa. Và cái tỷ lệ mà axit chuỗi nhánh ấy, thì trong truyền chiếu khoảng 30% thì vừa đẹp, mà histidine khoảng 6%, arginine khoảng 7%. Và phenylalanine và methionine thì thường giảm, mà dùng các loại đạm mà có cái lượng methionine và methionine khoảng tầm 5-8% thì vừa. Và đặc biệt nữa là cái lượng nước đưa vào chúng ta phải hết sức lưu ý, đặc biệt là cái độ thẩm thấu của đạm cũng phải vừa phải để cho nó phù hợp với cái tình trạng mà bệnh nhân bị vô niệu, điều trị nó phù hợp. Thế thì với bệnh nhân thận nhân tạo thì cái việc mà điều trị bằng đường truyền ấy thì nó có rất nhiều tác dụng. Thứ nhất là nó sẽ làm tăng khối lượng cơ thể, tăng chỉ số nhân chắc học và thay đổi chỉ số thành phần sinh học cơ thể, và làm tăng protein nội tạng, tăng axit amin huyết tương, và bệnh nhân sẽ giảm cái biểu hiện chán ăn. Và như vậy là có thể bệnh nhân có thể nạp mà năng lượng, nạp protein bằng con đường ăn, và có hiệu ứng đồng hóa protein, cải thiện khả năng miễn dịch tế bào và giảm số lần nhập viện, giảm tỷ lệ tử vong ở bệnh nhân có hàm lượng albumin thấp. Thế thì vừa rồi tôi đã trình bày một cách khái quát về tình trạng suy dinh dưỡng ở bệnh nhân lọc máu và các nguyên nhân gây nên suy dinh dưỡng ở nhóm bệnh nhân này, và hậu quả của nó là tăng tỷ lệ nhập viện, tăng tỷ lệ tử vong. Và nền tảng của tất cả các cái điều trị các bệnh nội khoa và nói chung và suy dinh dưỡng nói riêng ở nhóm bệnh nhân nhân tạo thì phải trên cái nền tảng là lọc máu tối ưu. Tức là chúng ta phải đặt cái vấn đề cơ sở hàng đầu là lọc máu chuẩn, lọc máu tối ưu, và KT trên V phải đạt lớn hơn 1,2. Vì hiện nay thế giới có thể khuyến cáo là 1,4, nhưng mà nếu mà chúng ta đạt được 1,2 đến 1,4 thì đã là rất tốt rồi. Và trên cơ sở lọc máu tối ưu thì chúng ta mới tiến hành các cái điều trị khác mới có hiệu quả. Và chúng tôi cũng khuyên là tốt nhất là bệnh nhân bù dinh dưỡng bằng đường ăn là tốt nhất. Nếu trường hợp mà không thể được thì chúng ta có dùng các loại thuốc. Và cuối cùng nữa không được thì chúng ta mới có thể dùng các cái sản phẩm và đường truyền. Và mong rằng là
trong tất cả các đơn vị mà có sáng tạo thì một lần nữa cũng mong các anh chị hãy quan tâm bệnh nhân, đặc biệt về vấn đề dinh dưỡng để làm sao tránh được cái hiện tượng suy dinh dưỡng ở bệnh nhân lọc máu chu kỳ, và chúng ta có một cái điều trị mà cải thiện, không những cải thiện được chất lượng dinh dưỡng bệnh nhân mà còn làm giảm các cái chi phí cho những bệnh nhân lọc máu. Vâng, xin cảm ơn thầy cô và các bạn các anh chị ạ. Vâng, xin cảm ơn tiến sĩ Nguyễn Hữu Dũng đã cho một bài báo cáo rất hay về vấn đề dinh dưỡng của bệnh nhân lọc máu.